Xin chào và tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Radio, kênh về âm thanh bài âm thanh cổ. Thì tiếp tục những cái món hàng phục vụ anh em cho audio. Hôm nay Khoa giới thiệu đến anh em một con âm ly mà được gọi là nhiều người dân chơi gọi là âm ly cổ, đến từ hãng Fisher. Một đời của nó là 201. Thì đây là cái đời gọi là bình dân và rẻ tiền. Tuy nhiên nó rất là hay và ghép được rất nhiều loa. Thì cô đã tháo sẵn cái nắp đó rồi nè, tại vì để khỏi mất thời gian đó, vì nó là nắp sắt này, rất là đẹp ha, đẹp kinh khủng khiếp luôn đó. Rồi đây là vào cái máy thì mình đi thẳng luôn, tại vì những cái con này thì nó rất là bình dân nên khỏi quay nhanh anh em nha, khỏi quay nhanh luôn đó. Anh em cùng xem rất là đẹp. Cái đời này là đời được sản xuất tại Nhật đó, nên cái sườn rồi được xi 7 màu của này đó. Những anh em nào mà hồi giờ mà chưa chơi, chưa chơi bao giờ mà nghe tới cái từ là sắt xi 7 màu thì nó là đây anh em ha, những cái phần này nè, sắt xi 7 màu đó, nên gọi là sắt xi 7 màu này. Thì nó nằm nhiều cho các âm ly Nhật, còn các âm ly của Mỹ thì ít khi có lắm nha. Rồi cái con Fisher này anh em thì nó cũng rất quen thuộc ở trên thị trường, cũng có bán trên kênh YouTube của Khôi cũng có. Tuy nhiên lần này sự khác biệt là nó đẹp. Đây Khôi quay từ trên cao xuống để em nhìn rõ hơn ha. Đó, đẹp đẹp từ trong ra ngoài. Con này 100% là chưa qua vệ sinh nữa nè, phía trong còn bụi nha, chưa lau chùi luôn mà nó đã đẹp như thế này á nha, thì nó xứng đáng để em sưu tầm luôn. Thì tại vì những cái món đồ cổ á, nó mắc hay rẻ không 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 quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái đồ đẹp để người ta sưu tầm, là vì nó đã sản xuất 50-60 năm ha. Rồi nói về kỹ thuật thì con này là dòng âm ly xuất âm tụ này. Đây tụ nguồn này ha, hai tụ công suất này, anh em để ý này. Chạy 4 con số sắt Hitachi sò 1030 anh em. Sò không biết là tại sao một con âm ly cỏ nhỏ rẻ tiền theo cái thời giá Việt Nam, nhưng mà nó là chạy cái con sò rất là cao cấp nha. Con sò rất là cao cấp, 2SC 1030. Được sử dụng nhiều nhiều trong các âm ly lớn của Concept, của Acouphase cũng đều sử dụng sò này đó. Nói vậy là em biết rồi đó, máy móc rất là tuyệt vời. Nói về một chút đây nè, các cái thông số kỹ thuật của nó hàng cũng đã in sẵn lên đây rồi. 120V ha, dòng này là dòng của Mỹ, thương hiệu của Mỹ nên họ là một dòng điện thôi để khẳng định cái chủ quyền. Rồi 85W maximum là 150 VA cho cái phần 81. 150 VA này thì công suất nó khoảng 120W anh em ha. Fisher Radio New York, được sản xuất tại Nhật, made in Japan. Rồi thì anh em nhìn đây là biết rồi này, các cái đầu mì thì nó sẽ làm men với con, chứ nó không có xài là cộng trừ AB ha. Rồi ok, cái dây nguồn này, cái dây nguồn này với của Mỹ này, dây màu nâu ha. Đây đó, rồi ok, đó là xong ha. Rất là đẹp, thì chắc cũng cần phải xem phim mà đích đâu, tại vì những cái món đồ đẹp như thế này á thì phía dưới chắc chắn nó đẹp, linh kiện thì nó đã nằm trên này hết rồi nè. Hai cái bao này là bao công suất này đó, bao với phải với trái anh em ha, còn pháo cái phần này là phần radio thôi. Cái đó thì cơ bản của nhà sản xuất là mình cũng phải quan tâm nhiều, đau đầu nè. Rồi mình xem phần đích luôn ha, đó rất là đẹp ha, rất là đẹp, rất tuyệt vời, chân zin luôn anh em, chân zin. Các cái đời này đồ Mỹ thì nó mới là cái chân màu nâu này, còn mà đồ Nhật thì ít khi mà có cái chân này anh em, để ý luôn ha. Đó, mình nói luôn những cái giá trị vô hình mà nhiều người chưa biết. Rồi ok, thì cái con này anh em thì Khôi đã test rồi, với lại nó rất là quen thuộc trên thị trường nên Khôi không cần test nữa ha. Máy là bao zin cho anh em tuyệt đối luôn đó. Thì để thời gian Khôi làm những cái clip khác, clip hôm nay Khôi chỉ soi nội thất và báo giá, thì con này sẽ có cái mức giá tàu nhân luôn, nhân cho anh em chơi luôn ha. 5.700.000, chuyện mức giá này chuyển khoản đủ, Khôi vẫn bao ship tận nơi. Còn anh em yêu cầu ship code thì anh em tự trả phí ship, cọc trước cho Khôi 30%. Ở Sài Gòn thì không phải ship thì Khôi cho người giao tận nhà, hoặc anh em ghé lấy Khôi mời cà phê. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn, và clip hôm nay xin được phép kết thúc ở đây. Anh em có nhu cầu liên hệ với Khôi để cùng giao lưu, chưa có nhu cầu thì đăng ký kênh để bật chuông và theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà Khôi sẽ đăng tải hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.